Cả nhà ơi, các bạn ơi, bữa nay Thu chỉ thi hốt cái đầu con heo rồi, cả nhà ơi. Bữa nay vô mà xem Thu nha, cùng tham gia buổi tiệc hôm nay, cùng thi thi rau thì thành phần rau quá trời rau cả nhà ơi. Cả chục loại rau, mời cả nhà và các bạn nha. Ơi. Alo, bây giờ nói mới la vô lắm cái nghe rồi, ngồi xa quá. Hôm nay là ba thành viên của tụi em xử cái đầu của heo nha cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Bye bye Thu. Bye bye. Chào cả nhà. Mời các bạn ăn bún với Thi Thi, Thu Thu, Phi Phi nha. Hôm nay hôm nay ngày mùng 2 nó ngày là khai đau Thu. Khai đau rồi. Đó, Thu Thu ơi. Đầu chú heo. Bún heo quay. Dạ. Tắt cái gì nói chuyện cho nó nghe. Ủa, không, 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 không. À, là sao? Đây. Không có ý nó kêu tắt cái này đang kêu ăn. Bây giờ phần bằng này, này là bún nha. Mời các bạn vào cái nhà. Đây, rau, thịt, gia vị đồ đó. Đây. Đàng hoàng. Rồi xin mời các bạn. À, cả nhà đều ăn các bạn nè. Đó. Nha. Đó. Thấy chưa? Cái mời cả nhà mời các nhà nha các bạn nha. Các bạn. Hôm nay mình làm món lạ lạ luôn, nguyên mà hai đứa thỉnh nguyên cái đầu. Mời 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 mà cả nhà. Nhà có bia không, ai xin cho xin mấy lon bia gì đi. Kìa bia kìa hả, kìa xin bốn cái ly bia cả nhà các bạn ơi. Mời giờ mình ra tay nghĩa hiệp nha mấy bạn, ra tay đi, hẻo đi. Thu hẻo nha. Nó mời cả nhà. Đây. Rau dưới cái nhiều lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà, mời các bạn nha. Tụi em ở đang lắm ăn lặng nhiều đó. Cái gì tụi em ở nào nấy ứng nhát đúng như không à. Rau bún. Nghe luôn. Ứng nhát đúng như mà cả nhà ơi. Để che được rồi. Ngon. Mời cả nhà, mời các bạn cùng ăn với Thi Thi, Thu Thu, Phi Phi và một thành viên chưa có được sức mà hiện. Khi nào mà cái clip này mà các bạn gần xong mà mở ra được cái kênh kiếm tiền á là sẽ một người thứ tư xuất hiện nha. Bây giờ mới có ba người hà nha. Ngồi xa cái điện thoại mới la như vậy đó cái nhà đó. Thu lên nói chuyện với Thu, nói Thu gần dễ nói chuyện đó. Thu nó có chuyện lắm. Mời cả nhà, mời cả nhà. Tiếng của Thu trong veo và dèo mà Thu không chịu nói, bắt Thi nói. Bữa nay Thu Thu qua mà cúng ông thằng Tài đĩa, thằng Tài đây là thằng đây là đĩa đây là thằng Tài. Ngày nay là ngày của ông đĩa, thằng Tài làm Thu Thu với đây là thằng đĩa nè, đây thằng Tài. Còn một trời trời nó ngon quá trời ngon nè, nó giòn. Nó giòn. Kiều 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 vậy. Thấy không trời mấy bạn, ngon quá trời ngon. Ngon quá. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon chảy nước miếng luôn. Quá trời. Ngon lắm nè. Quá ngon. Ăn Phi. Ăn bánh mạnh nha. Ủa sao mấy ông nội đó không chịu vô, ngồi đây có thấy thiếp gì đâu cũng không dám nữa trời. Không kìa, không vô. Đó rồi, chút chạy đi, chút tiếng. Ủa? Uống miếng rang luôn hả? Ủa, có liên quan nó uống không? Ừ. Uống đi thôi. Uống miếng mày. Uống miếng cho dễ tiêu thôi. Thôi thôi. Ra hai. Ừ. Múc vào đâu? Ngon không sao, cưỡng nổi cả nhà các bạn ơi. Nếu như các bạn cả nhà thấy vui đó thì hãy bấm thích nha, hãy bấm like share và thích đi, vô đây mà hàng mỗi ngày Thu Thu Thi Thi cho các bạn coi một món mới và một cái chương trình mới nào, bữa nay chương trình lạ nè, thấy chưa, gọi qua nè mày, gọi vậy nè, qua rồi nè, gọi nè, qua hả ơi, trời ơi cái má heo ăn nó giòn ghiều ghiều ha, con heo nó nhai. Mấy cái thằng mà làm như lâu tết trên mạng cho mấy thằng đó chắc tiền dữ lắm rồi, mấy thằng độc lạ bên vô mấy thằng đó tiền lắm. Không sao tưởng nổi. Ừ. Cái da nó giòn. Nó giòn ghiều ghiều nha cả nhà.
nó ngon mà, nó ngon nó ngon không sao cưỡng nổi cả nhà ơi. Nó ngon, nó ngon trên cả tuyệt vời, xuống dưới ông mặt trời luôn. Ăn mạnh vô không? Nấu nhiều món luôn, ngon cực kỳ luôn, tuyệt vời ăn mặt trời luôn. Phi nấy không nói chuyện gì vậy đó, giờ chơi này thấy không? Hỏi ra nó cũng cắt tiếng luôn. Quá tiền ngon mấy bạn ơi nè. Ăn đi, ăn vô đi mấy bạn. Vô nhiều nhiều đi mấy bạn ơi. Thu, bóc nguyên cái ốc heo bỏ vô họng hay Thu? Cắt đi, cắt rồi hả bóc? Bóc nguyên ốc heo bỏ vô họng nhai điều cho mà các bạn thấy đây, chỗ tài đây. Nó ngon mà nó ngon trên cả tuyệt vời luôn. Nó ngon mà ông mặt trời mọc luôn. Cái ngoại nó cũng ngon. Đây nguyên cá heo nè, thấy không? Bỏ vô họng ngón rồi, ngồi thấp xuống chút. Ngon. Ok, quá trời ngon. Quá trời ngon, không sao bả nội. Quá trời ngon. Ăn gì, ăn ốc bổ ốc nha, ăn gì bổ mấy bạn. Là cái này chỉ có bổ đầu không à nha. Cái này bổ đầu. Bổ đầu không? Bị biết sao mấy bạn? Biết sao ăn bổ đầu không? Bị ăn hết trơn cái ốc heo này nè, hồi bị bổ đầu á mấy bạn, thấy không? Huy á lâu lâu phát biểu không cầu nghe mắc cười không? Cái nhà vui à? Đúng rồi. Hình như nhà em là dĩ thâm á. Biết sao không? Bị gì thấy em ăn ngon quá rồi, ganh tị rồi. Biết sao không? Hồi nữa thế nào cũng bị bổ đầu rồi nè, đó ngon quá trời. Còn thơm dưới, mắc ở dưới còn thơm á. Giá đó. Thẻ nó tí. Trời ơi trời. Nhỏ em tôi nó đưa lặng nhiêu nè. Ăn gì đâu mà ba nó ăn giật ở mặt trời vậy trời. Giá ăn mạnh vô coi cho giật vô. Vô bia đi mấy bạn ơi. Vô. Uống cho tiêu quá. Nó không bia quá. Mấy hả? Đó. Trời quên ơi. Uống nè. Đi. Ngon đâu, đâu ăn gì ngon á. Tương bún gì hết ngon. Đi vô nè mấy bạn ơi. Sao dạ, rồi? Mời các bạn mấy bạn vô để ăn. Quá ngon rồi. Cùng thi thôi. Vô nè Lâm ơi. Ăn cái ly. Lâm. Lâm Nhân. Lấy hai mấy cái ly. Vô anh. Lấy ly. Rồi lấy bận cái xô nước đá luôn đi, sẵn đi cái mỡ. Quay tự nhiên rồi. Cái tiếng ngoài không? Này nó ngon trên vậy không, này em không có lọc cái này là em để luôn á cho vui, để đi nó lại đó bình thường, nhưng mình đứng nó phải kem đá cho em chưa chắc mẹ ơi, điện nó đi kem kia nó đem lại liền hả, đậu này nó hành ba tuổi rồi nó quên nó chơi mà quên kem nước đá nó quên cả sự nghiệp ba làm nó lùa ra ăn trước lùa rồi sao hả. Kìa, bạn cho giật ở trước. Dạ. Trời ơi, nó ngon. Vô nè, cậu nè. Ngon không sao hả nội? Ồ, ngày nào cũng đem về. Rồi đây. Rồi đó, mấy người vừa xơi hết à. Nè mấy anh em mà sơ hết hơn nữa cái đậu heo rồi đó nghe, chừa lại cho chồng yêu của Thi một cái hàng. Quá ngon, ngon trên cả tuyệt vời, ngon không sao tả nổi, ngon chơi ngon nổi, ngon từ gạch sỏi ngon về Cần Thơ. Ăn quen rồi, cứ ăn bắp hoài à, bị chồng chửi cũng ăn bắp nữa. Tại vì ăn bắp có thấy ngon hơn. Ủa, trời trời, không cho miếng thịt nhả như vậy. Cắt cái kéo ra. Bữa nay mình chỉ có món này là mình dụ được chồng mình thôi á. Chỉ món này thôi là dụ được thôi nha. Này
cắt nữa. Cạp đi. Cạp đi. Cạp đi. Đạo nặng cái quý ngoại. Ý là cắt cạp thôi. Thật nè, đây nè, có sẵn luôn. Ngon. Ngon dịu dịu luôn. Hải. Vô Lâm ơi. Kéo vô anh nặng lắm. Thằng đó nó cứ sợ nhậu thôi. Lâm hả? Báo cáo với kênh nhà này là bia chứ không phải là rượu nha. Ủa không phải là nước. Tại rồi gót nghe đủ mẹ đi thật ngọt. Ừ, uống được, uống lo được. Ui rồi. Bữa nào nó uống được thì nó chơi tới bệnh. Ủa, số của anh số mấy vậy? 0939 2424 81 đó. Ai muốn gì vậy? Liên ra liên lạc số điện thoại của Phong đó. 0939. Rồi mắc cỡ nè. Rồi mới có nghe. 2424 81. Trai mắc cỡ không vô. Cỡ. Thấy phụ nữ mà. Vô nè. Vô ngồi đi. Vô ngồi luôn hả? Để ra ngon hút nữa rồi. Lấy cái này nè, xa chút này. Gọi là, cái này nó gọi là. Vô rồi vậy. Vô các bạn thôi. Nhưng mà dài hơn chút xíu được không? Được đi hả? Được, chút xíu đi. Được cái này để mình hết cái mình kéo ra. Ý nói à, ý nói là nó còn nhiều hả? Không, nó là cái áp. Chút mà, rồi mình phải nhát lại. Nhát rồi. Áp á, áp nó không cho mình nhiều. Áp thường á, mình quay thường á, mình quay 3 tiếng không được. Đây hành đây nữa. Có hành đó, mở đi, không ăn, không mở chết rồi. Hành đó, có hỏi mở không? Trời ơi. Có hành đó, tính nó để cho một tí rồi. Dạ. Cái gì vậy? Vô. Ơ. À, đắng. Nghe nhiều kiểu miếng đó cho ta nghe coi. Thu cái này là mình nhường cho Thu ăn mạnh vô mà sao Thu ăn phụ em à. Yếu quá vậy Thu. Đâu em. Mà lại lâu lắm. Xin lỗi nha. Mình lỗi nha, em nói lộn. Em nói lộn em tới lộn. Lên. Bây giờ ra nhà tôi ha. Với chị chồng hả? Hả? Với chị chồng á. Bữa đó là chị dưới lên ra không ra nhà ngoại đó. Làm cái nữa. Làm cái nữa là làm cái dính sau là hoành tráng hơn cái dính này nha cả căn nhà các bạn. Ấy là cũng như là để qua đây mình nói lời tạm biệt thôi bây giờ là... Thôi mình cũng hết rồi bây giờ bye bye cả nhà bye bye các bạn Thu với Thi tạm nghỉ nha đang nhậu. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai những cái clip sau tiếp theo và chương trình mới. Thi Thu tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ngày mai. Nếu như các bạn thích cái kênh của Thu Thi thì hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ Thi nha. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ngày mai. Okay. Bye bye.